Dạ vâng, em lại xin được mến chào tất cả các bác đã quay trở lại kênh của Chuzu Audio. Kênh bên em có địa chỉ tại Liên Sơn, Tân Yên, Bắc Giang và số điện thoại là 0378 030 730. Thì như đã hứa trong buổi tối live stream ngày hôm qua thì hôm nay bên em về rất là nhiều mic. Hôm qua về cập bến rất là nhiều mic. Thế hôm qua em cũng đã lên live stream và giới thiệu qua một lượt rồi. Và cũng như đã hứa là hôm nay em sẽ lên từng cái lô một để cho các bác tham khảo chi tiết và mình có thể lựa chọn những cái bộ mic theo cái ý mình các bác nhé. Đấy, thì những cái bộ bayer rất là nhiều. Thứ hai là những cái dòng mic mem không tự ngắt rất là nhiều. Và đặc biệt video ngày hôm nay em giới thiệu cho các bác 4 bộ mic Ozika, mic Đài Loan 6 số tự ngắt các bác nhé, mang model là U6 này. Thì các bác đang nhìn trên màn nhỏ đây rồi, đây là 4 bộ mic bãi. Đấy, mà nó còn đẹp như là mic mới luôn các bác nhé. Đấy, duy chỉ có một điều duy nhất đó là ở trên cái chụp này nó có những cái cao su này, do quá trình vận chuyển nó bị rơi, chỉ hiện tại chỉ còn có 3 cái thôi. Đấy. Đương nhiên thì nó cái đấy nó không quá quan trọng. Đấy, các bác nhé, khi lắp chống lăn vào rồi thì ba cái cao su này nó không còn quan trọng nữa các bác nhé. Đấy, các bác lắp tiếng lăn vào đây rồi. Đó. Đây là mic 6 số tự ngắt các bác nhé, mic 6 số tự ngắt và có cảm biến gia tốc các bác nhé. Đây là mic đời cao đời 2018 các bác nhé. Mic đời 2018 ạ. Sản xuất năm 2017 và sử dụng năm 2018. Và ở đây em đã tháo sẵn cho các bác một cái vỉ ra đây rồi. Bộ mic này thì các bác làm sự kiện thì nó quá là ok, bởi vì em đã test sóng rồi. Sóng khỏe hơn cả dòng mic Bayer các bác nhá, và chất âm của nó thì quá tuyệt vời luôn ạ. Đây, các bác nhìn cái vỉ mạch của nó đây ạ. Các bác nhìn trông như là vỉ mạch của dây la cạc luôn các bác. Dòng này thì bao cho các bác làm sự kiện các bác nhá. Các bác làm sự kiện rất là ok, hoặc các bác lắp phòng hát chơi gia đình thì quá tuyệt vời rồi ạ. Đấy, mic Đài Loan các bác nhá. Đây các bác nhìn ạ. Đây là sử dụng một con IC các bác nhá. Đấy. IC các bác nhá. Đấy các bác ạ. Quá đẹp ạ. Đời thì đời rất là cao rồi. Và từ cái đấy. Nó từ cái này. Đấy các bác nhá. Từ những cái mặt này, nó không vết xước này. Từ cái mặt không vết xước này. Đấy, cho đến cái tay mic này. Đấy, cho đến cái tay mic này. Đấy. Từ cái vết xước đến tay mic này, từ cái mặt máy cho đến tay mic này nó không một vết xước các bạn. Đấy, nói chung mà không một vết xước nào không có. Đương nhiên là khi xoay này nó sẽ có một những cái chấm nhỏ nhỏ này. Gần như các bác không xoay kỹ vào tận nơi thì các bác sẽ không nhìn thấy vết xước các bác nhá. Nói chung là nó phải đẹp đến 97-98% luôn ạ. Đây từ những cái giọ mic đây. Từ những giọ mic đây, em đã vệ sinh cái lưới mút bên trong rồi. Sáng em đã vệ sinh cái lưới mút bên trong rồi. Đấy, thế còn cái bên ngoài thì các bác gần như không thấy một cái vết xước nào luôn này. Đấy, từ những cái giọ mic, nó chỉ có ở cái đầu này, chắc chắn là khi mà bên kia người ta sử dụng nó vẫn còn những cái này, nhưng mà khi vận chuyển về nó bị rơi mất. Đấy, trong quá trình vận chuyển nó bị rơi mất thì nó quá là đẹp luôn ạ. Đấy, đây là bộ những bộ mic đời rất là cao và em khẳng định các bác là tiếng nó rất là hay, tiếng hay, khẳng định các bác là Bayer nó như Bayer luôn, nhưng mà con này sóng lại còn khỏe hơn cả Bayer các bác nhé. Các bác làm sự kiện thì quá ok, mà giá thành lại rất hợp lý các bác ạ. Mặt mũi thì đẹp. Và đây các bác nhìn trên màn nhỏ đây rồi, các bác nhìn thấy hiển thị 6 số cũng giống như của Bayer 780 thôi. Đấy, nhưng mà con này thì nó không phải dòng Bayer các bác nhé. Con này nó là một thương hiệu riêng, nhưng mà chất lượng quá là ok luôn ạ. Mà nó đời rất là cao các bác nhé. Đời rất là cao. Mic Ozika này. Đó, đây là các bác nhìn này. Cả một cái khoảng sóng này, nó rất là to này. Và đây là khu xử lý tiếng này. Các bác nhìn nó toàn tụ nhôm này. Tụ nhôm và tụ gốm này. Đấy, đặc trưng của những dòng mic chất lượng thì nó toàn bộ là tụ nhôm và tụ gốm này. Các bác thấy rất nhiều những con IC. Rất nhiều những con IC xử lý tiếng các bác nhá. Linh kiện của nó thì dày di là zít luôn. Đấy, các bác nhìn nó quá chất lượng chưa? Cái hộp sóng của nó này, nếu như các bác nhìn thấy đây này, nó ụp cái hộp sóng vào thì nó to như được của dây la cạc luôn, hoặc là những của dòng BBS. Đấy, hộp sóng của nó rất là to luôn này các bác này. Ở đây người ta chỉ không ụp cái hộp sóng ở bên ngoài vào thôi các bác nhé. Đấy, người ta ụp cái lắp nhôm vào đây thì trông nó hoành tráng lắm, to hơn bao thuốc lá nhiều các bác ạ. Đấy, to hơn bao thuốc lá nhiều, to hơn nhiều luôn ạ. Đấy, các bác nhìn cái men vỉ của nó dư một găng tay này. Đấy, các bác thấy không? Đấy, có rắc ca lông, có rắc 6 ly cho các bác chơi sự kiện hoặc chơi gia đình đều được ok hết các bác nhé. Đấy, rất đẹp. Đấy, mic rất đẹp, đẹp từ trong ra ngoài luôn ạ. Mặc nhôm rất đẹp. Đấy, và đây em các bác nhìn thấy em bắt tủ máy, bắt cái tai bắt tủ máy vào cho các bác rồi ạ. Rất ok các bác nhá, rất ok ạ. Đấy, lắp cho các bác tai bắt tủ máy là rất ok các bác nhá. Đẹp luôn ạ, phẳng phiu rất là đẹp luôn ạ. Đấy. Và con này sử dụng hai cái chiếc áp cơ các bác nhá. Hai chiếc áp cơ này, volume A, volume B này. Các bác dùng tô vít hai cạnh. Đấy, để sự chỉnh chiếc áp theo ý mình. Đấy. Chiếc áp cơ các bác nhá. Quá đẹp luôn, quá chất lượng luôn ạ. À, đương nhiên thì những cái dòng này ở bên kia người ta dùng pin sạc, cho nên là nó sẽ có thi thoảng nó sẽ có những cái bị gãy lấy pin các bác nhá. Nói chung là gần như là gãy một bên lấy pin. Đấy. Đấy. Bị gãy một bên lấy pin các bác nhá. Đấy. Vì mạch của nó, vì con này vì tím luôn này.
vỉ tím đủ linh kiện luôn này các bác này. Đấy. Máy bên trong của nó vỉ tím đủ linh kiện này, cái ruột mic. Đấy. Vỉ xanh ở đầu thu nhưng mà cái vỉ của tay mic thì lại là vỉ tím mà linh kiện rất là chuẩn luôn này các bác này. Và con này có cảm biến tự ngắt và cảm biến gia tốc đầy đủ các bác nhé. Đây là những cái tem người ta đánh dấu số phòng kệ nó các bác nhé. Đấy. Rồi ok các bác nhé. Đấy. 4 bộ mic này thì em bán cho các bác giá chỉ có 2 triệu bao ship thôi các bác nhá. Cảm biến tự ngắt, cảm biến gia tốc đầy đủ các bác nhá. Và nó em bảo đảm các bác là nhận hàng sẽ ưng ý. Từ tiếng cho đến sóng đều rất là hay. Từ tiếng cho đến sóng và đều rất là hay. Mic Đài Loan 6 số tự ngắt các bác nhá. Đấy và đây, đấy, các bác cầm lên thì nó sẽ sáng màn hình. Các bác em alo thử tiếng mic cho các bác nghe thử nhá. Alo 1 2 6 7 8 9 10. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Các bác thấy các giải của nó có giống bio, nó y chang bio luôn. Tiếng giải bát, giải trung, giải tép ra tiếng nào ra tiếng đấy luôn ạ. Tiếng rất dày và đặc biệt nó vẫn rất nhẹ và sáng tiếng các bác nhá. Đấy. Đây, dòng này thì nói chung những dòng này thì nó có gãy lẽ pin, do là bên kia người ta sử dụng pin sạc nó to nên khi rút lên thì kiểu gì nó cũng gãy lẽ pin. Đấy, đương nhiên là pin rất là chặt các bác nhá. Các bác cứ lắp thoải mái không phát ra cái tiếng gì các bác nhá. Đấy, các bác lắp thoải mái được, bởi vì cái lẽ pin này nó ôm rất là chặt và nó còn rất là đẹp các bác. Đấy, từ cái ruột mic cho đến đầu thu nó còn rất là đẹp. Đấy. Mà giá thành con này thì lại giá quá là hợp lý các bác ạ. Giá chỉ có 2 triệu bao ship được các bác ạ. Rẻ hơn cả Bayer nhưng mà em khẳng định sóng con này thì khỏe vô đối luôn và tiếng của nó thì quá là ok rồi. Quá là hay luôn ạ. Các bác làm sự kiện dòng này thì quá tuyệt vời các bác nhá. Giá thì lại rất là lý, giá rất hợp lý cho các bác nhá. Ok. À, các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em là 0378 030 730 các bác nhá. Các bác có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại hoặc nhắn tin trên Zalo của em ạ. Các bác đi qua cho em xin một nút like các bác nhá. Và bên em còn rất là nhiều các mặt hàng về mic khác nhau thì bọn em sẽ dọn và lên dần cho các bác từng lô một để các bác có thể trải nghiệm từ cái nội thất cho đến mặt mũi cho đến chân tay của mic đấy, các bác nhá. Thì các bác có thể ưng lô nào các bác lấy lô đấy. Nhưng mà đối với em thì 4 bộ mic này cũng là những cái bộ mic mà em cảm thấy rất là hài lòng và ưng ý các bác nhá. Rất đẹp và chất lượng các bác nhá. Rồi ok. Đối với những bộ mic đời cao như này thì bên em bảo hành cho các bác là 6 tháng các bác nhá. Mic này là đời 2017 sản xuất và sử dụng năm 2018. Đời rất là cao. Áp chót của những cái dòng mic bãi rồi các bác nhá. Đấy, cho nên các bác rất là an tâm sử dụng. Và bên em cũng tự tin bảo hành cho các bác là 6 tháng các bác nhá. Rồi, cảm ơn các bác đã quan tâm video và các bác đi qua thì đừng quên cho em xin một nút like các bác nhá. Và bác nào chưa đăng ký kênh thì các bác nhớ đăng ký kênh, bấm nút chuông để theo dõi những video, những sản phẩm mới nhất của bên em. Đối với những dòng mic này thì các bác có thể thay dọ iLock vào đây được các bác nhá. Nó lắp vừa dọ của Bayer các bác nhá. Nó lắp vừa dọ của Bayer. Cho nên là các bác có thể lắp dọ iLock vào đây thay được nha các bác nhá. Các bác mà thích dọ iLock thì các bác có thể thêm cho em 50.000 là em sẽ thay cho các bác dọ iLock vào đây. Đấy. Còn lại thì đối với những dọ zin của nó thì còn đẹp nguyên bản các bác nhá. Đấy, khi các bác mà muốn lấy cả dọ zin cả dọ iLock, các bác thêm cho em 50.000 vào, em sẽ tặng kèm cho bác cả cái dọ này và tặng kèm cho bác mà thêm một cặp dọ iLock. Các bác thích dùng dọ nào thì dùng. Còn đối với cặp này, những cái cặp này thì nó đẹp gần như mới luôn ạ. Đấy, gần như không có một vết xước luôn. Đấy, những cái dọ này các bác nhìn này, nó đẹp đều lắm các bác nhá. Đấy, đẹp đều lắm ạ, đẹp từ trên đầu xuống đến chân luôn ạ. Đấy, từ những cái chuôi này nó vẫn còn nguyên hết này. Đấy, từ tất cả đấy, chỉ có gần như cái nào bị gãy một bên lễ pin các bác nhá. Cái đấy thì không chọn được rồi. Đấy, vì là bên kia người ta dùng pin sạc nó to nên là tay nó gãy, còn tay nó gãy một bên lễ pin. Nhưng mà lắp pin thì không có vấn đề gì các bác nhá. Cái lễ pin thì gần như các bác không đừng quan trọng quá. Gãy một bên lễ pin thì không làm ảnh hưởng gì đến chất lượng của mic các bác nhá. Rất là chặt đấy các bạn. Pin không có gây ra tiếng đổ nhá các bác nhá. Rồi. Mọi nhu cầu các bác có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em là 0378 030 730 để đặt hàng các bác nhé. Rồi cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video. Xin được hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Cảm ơn các bác.